đây nha các chị em Nhìn trước lép lép như thế thôi Nhưng mà bây giờ cái vòng 1 cũng rất là ok la luôn Thực sự là bản thân em không hề có nâng ngực Không hề có dao kéo đâu Mà bản thân em hiện tại đang sử dụng Cái dòng sản phẩm kẹo mầm sâm tố nữ ích mắc Và kem massage nở ngực siêu tốc của nhà Michi này Đây là một bộ đôi được mệnh danh là Vua nở ngực và nữ hoàng nội tiết Và cái bộ đôi sản phẩm này Nó sẽ giúp cho các chị em chúng ta tăng size vòng một Nhanh và mạnh gấp 50 lần So với những cái dòng sản phẩm bình thường Riêng cái dòng sản phẩm kẹo mầm sâm tố nữ ích mắc này này thì cái hàm lượng xâm tố nữ ích mắc nó rất là cao và đặc biệt là xâm tố nữ thì được nhập khẩu chính ngạch tại thị trường Thái Lan nó sẽ mang cái tác động hiệu quả đến mô ngực của chúng ta một cách cực kỳ rõ rệt cái việc kích thích những cái mô mỡ hình thành mô ngực ở của chúng ta một cách cực kỳ nhanh chóng luôn nên là những chị em nào mà có vòng một bị lép này nhão này sệ này không cân đối hay là chúng ta bị bị gần như là bị nhão nặng nề sau khi mà chúng ta cho con ti thì chúng ta chịu khó ăn kẹo mầm xâm tố nữ và kết hợp massage này cho em cái kẹo mầm sâm tố nữ này thì mỗi ngày sử dụng cho em 14 viên thôi, chia làm 2 lần, ăn trước bữa ăn và uống kèm cho em một ly nước ấm. Chỉ sau tầm 1 liệu trình 5 hộp thôi là các chị em sẽ cảm nhận được là cái vòng một của chúng ta thứ nhất là nó căng tức, thứ hai là nó có thể săn chắc tròn đều hơn và cái thứ ba là nó hoàn toàn có thể tăng từ 1 2 tới băng cm một cách cực kỳ an toàn. Riêng những chị em nào mà đã sinh hai bé hay là trên 30 40 50 tuổi thì phải xác định 10 hộp cho em mới tăng nhá. 10 hộp mới tăng và các chị em ơi, chương trình ưu đãi cho các chị em rất sốc luôn. Bình thường giá một hộp lẻ 220 000 nhưng nếu các chị em đặt 5 hộp được áp dụng ngay giá sỉ 480 000 Sử dụng theo liệu trình mới có hiệu quả nhá. Chị em nào hỏi em ăn một hộp có tăng không là em bảo không tăng đâu. Nhưng mà thật ra ấy, để mà trong cái quá trình em bán và tư vấn cho khách hàng ấy thì có những các chị em ăn một hộp tăng một cm thật, nhưng mà nó rất hiếm nên là em không mang cái tỷ lệ đấy ra em tư vấn cho cho các chị em đâu. Nên là các chị em chúng ta nên sử dụng một liệu trình năm hộp là đảm bảo nhất nhá. Còn những chị em nào mà đã sinh hai bé và một bị ảnh hưởng nhiều nhão sệ nhiều rồi thì nên sử dụng cho em một liệu trình là 10 hộp. 10 hộp được áp dụng ngay giá trị nhánh chỉ còn có 850 000 Em miễn phí ship giao hàng tận nhà cho các chị em luôn Riêng cái bộ đôi sản phẩm của nhà Michi thì các chị em yên tâm Có đầy đủ các giấy tờ hành lang pháp lý Có đầy đủ tem bày màu của bộ công an Có đầy đủ kiểm định được bày bán công khai tại các hiệu thuốc luôn Và cái dòng sản phẩm kẹo, cái, uh, cái kem massage này này Kem massage đường siêu tốc này Thì các chị em thấy có sự khác biệt không ạ? nó in được cả hiệu quả sau vòng 7 ngày. Đây là một sự kiểm chứng rất là kỹ càng thì mới được phép in ấn như thế này, chứ không phải là tự nhiên một sản phẩm được tự nhiên mà in ấn những cái từ như thế này trên bao bì của sản phẩm đâu nhá các chị. Nên là khi mà mọi người sử dụng cái dòng sản phẩm này này, các chị em thấy cái việc tăng size của chúng ta nó trở nên đơn giản và dễ dàng hơn rất là nhiều. Cái dòng sản phẩm này nó rất an toàn nhá kem massage này này thì được làm từ hàm cũng hàm lượng xâm tố nữ và khi mà mọi người massage như thế này nó sẽ kích thích những cái tuyến mô cơ của bầu ngực đặc biệt là kích thích mô mỡ được bầu ngực được hình thành ngoài ra cái em này nó còn sẽ giúp cho mọi người là uh, liên kết lại những cái mô cơ ngực bị đứt gãy cho cái quá trình chúng ta cho con ti đó chúng ta cứ chịu khó massage mỗi lần massage một cho đến 2 phút thôi đó, mỗi lần massage 1 cho đến 2 phút và khi mà mọi người đặt hàng sẽ được tặng cái video hướng dẫn massage vòng một tăng vòng một siêu tốc luôn và hiệu quả sau vòng 7 ngày. Đó, một cái em kem massage này cũng sẽ được tri ân cho các chị em với giá chỉ có 375 000 nghìn thôi. Nên là những chị em nào mà chúng ta muốn trải nghiệm, muốn tăng size vòng 1, bản thân em cũng đã là một bà mẹ hai con, cũng đã từng trải qua những cái lúc mà vòng một của chúng ta bị bị lép gọi như là lép không còn gì luôn đấy các chị. Nhiều khi mình còn cảm thấy ngại về chính mình nữa luôn. Đôi khi còn không dám gần mũi chồng luôn ý Nhưng mà sau khi sử dụng cái bộ đôi này Thì bản thân em cũng đã cải thiện một cách cực kỳ rõ rệt luôn rồi Nên là các chị em chúng ta cứ yên tâm trải nghiệm và riêng cái bộ đôi này thì nó đã xuất hiện trên thị trường rất lâu rồi Từ 2017 rồi các chị em ạ à. Nên là các chị em chúng ta cứ yên tâm về chất lượng nha Nó cũng đang là một trong những cái dòng sản phẩm mà được các chị em gọi như là săn đón và sử dụng rất là nhiều Và ngoài cái việc tăng size vòng một hiệu quả rõ rệt ra Thì nó còn giúp cho các chị em chúng ta loại bỏ tình trạng mất ngủ này Stress này, dụng tóc song sinh này Nó sẽ cản trở cái quá trình dụng tóc song sinh cho các chị em rất tốt luôn Trong đây có chứa rất nhiều thành phần collagen Nó giúp làm hồng đầu ti Loại bỏ tình trạng lão hóa ra, đẩy lùi những cái tình trạng sạm da nám da tàn nhang và cái sản phẩm này có cao trinh nữ là một hoạt chất làm giảm thiểu và thu nhỏ các khối u nhân sơ lành tính cho các chị em luôn nên là các chị em nào mà chúng ta bị u nang u nhân sơ lành tính chúng ta vẫn sử dụng được hoàn toàn bình thường năm hộp liệu trình giá sỉ được áp dụng giá 480 10 hộp được áp dụng giá tám trăm rưỡi. Còn những chị em nào lấy thêm game massage thì nó sẽ kích thích vào một chúng ta phát triển nhanh hơn. Ai quan tâm thì có thể inbox cho shop hoặc là comment số điện thoại, số hộp để shop tư vấn và lên đơn cho tất cả các chị em. Mọi người nhớ nha, đặt hàng ở đây được miễn phí ship ra hàng tận nhà. Cứ yên tâm trải nghiệm đi, đảm bảo không bao giờ mọi người thất vọng luôn.